hội nhà trai có mang qua 6 mâm quà gồm các phần quà như sau. Vậy đây là một mâm trà và một mâm trái cây. Đây là mâm rượu. Đây là mâm trái cây nho và hai mâm bánh bía. Và gồm có 6 mâm quà. Sau khi đã cúng lễ vật ông bà xong, bây giờ để tiếp tục thì xin mời cô dâu ra để tiếp tục làm buổi lễ rước dâu hôm nay. Xin mời cho cô dâu ra. Từ khi quen em phút ban đầu, cuộc sống anh khác xưa nhiều lắm. Cho anh cảm nhận tình yêu lớn lên đổi thay từng ngày. Anh biết quý trọng từng giây phút khi có em bên cạnh. Tìm được em là điều vô giá nhất trong anh hằng mong. Ở bên em bao muôn phiền, lo lắng trong anh tan biến hết. Chỉ có nụ cười hạnh phúc ở trong trái tim mà thôi. Em hãy nhắm mắt lại nhận lời đính hôn của anh thật lòng. Vòng tròn tình yêu của chiếc nhẫn cưới sẽ minh chứng tình yêu anh dành cho em. Để tiếp theo buổi lễ thì cô dâu chú rể quay mặt về phía bàn thờ để mình lại ông bà. Nhất lễ, nhị lễ, tam lễ, tứ lễ. Rồi cô dâu chú rể tiếp tục mình xá phía ngoài hai xá. Nhất lễ, rồi nhị lễ. Chú rể trao bông cưới cho cô dâu. Hãy làm vợ anh, yêu anh đến hết cuộc đời. Lo lắng trong anh tan biến hết. Chỉ có nụ cười hạnh phúc ở trong trái tim mà thôi. Em hãy nhắm mắt lại nhận lời đính hôn của anh thật lòng. Vòng tròn tình yêu của chiếc nhẫn cưới sẽ minh chứng tình yêu. Sau phần lập lễ ông bà quá cố, bây giờ tiếp theo thì để cô dâu chú rể dâng rượu cho mà ông bà hiện tiền. Thì cô dâu chú rể góp rượu mời ông bà hiện, ông bà hiện tiền của mình. Chú rể dâng rượu cho ông nội với ông Dượng Tư. Hai cháu dâng rượu cho ông nội với ông Dượng Tư uống.
Tiếp theo thì hai cháu dân rượu cho bà nội với bà dì Tư. Rồi hai cháu dân rượu đi. Uống đi. Uống đi. Thì cô dâu chú rể dân rượu cho cha mẹ của cô dâu. Thôi được rồi, cũng tiếp theo thì hai em xui uống với nhau ly rượu để kết nghĩa tình thông gia. Xin cô dâu chú rể dâng hai ly rượu cho bên chủ hôn nhà trai, chủ hôn nhà gái, uống để kết nghĩa thông gia ha, gắn bó keo sơn trọn đời. Rồi hai em uống đi. Cũng lại dòng về mấy con cái nha. Dòng con cái là bên. Qua đây dòng về mấy con đây nha. Một, hai, ba. Cạn chưa? Ừ đúng rồi, phải mang tiền. Đúng rồi, đúng rồi. Rồi dòng về đây cắn luôn nha chú ơi. Một, hai, ba. Hai xui đã uống với nhau ly rượu kết nghĩa thông gia. Thì để kết thúc buổi lễ thì mình tiến hành rước dâu thỉnh họ về bên họ nhà trai. Và bên họ nhà gái về bên họ nhà trai để dùng bữa cơm thân mật thông gia gia đình. Thì để khi kết thúc buổi lễ thì xin chúc hai họ từ đây đến cuối năm và sang năm mới thì dồi dào sức khỏe và làm ăn phát tài vạn sự như ý. Chúc cho cô dâu chú rể trăm năm hạnh phúc, gắn bó keo sơn, trọn đời và làm ăn phát tài. Rồi để nghỉ giờ vào phó tay. Mà tin em ơi thôi lên kiều quá với anh. Đời này được có bao lâu yêu mình em mãi thôi. Họ hàng mình kết thông gia ông bà ta sẽ vui. Thiệp hồng ngày cưới trao tay ta sẽ xứng nhau mình ơi. Còn ông Tư làng bên đã kết hôn kìa. Em ok là anh sẽ rước em về. Mình thừa ba má tính cái chuyện trầu cao. Một lòng son sắc nguyện trọn đời mình bên nhau. Em xinh tươi hồn nhiên lứa tuổi trăng tròn. Anh 25 tuổi xuân cũng đã hao mòn. Bảo phong ba chẳng lo ta sát giai kề. Thật tha chất phát đầm tình chàng trai quê. Còn gì mà tính em ơi thôi lên kiều quá với anh. Đời này được có bao lâu yêu mình em mãi thôi. Họ hàng mình kết thông gia ông bà ta sẽ vui. Thiệp hồng ngày cưới trao